Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Zing Music. Mình là Nguyễn Thịnh. Trong series giới thiệu những sản phẩm của BNC Speaker, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mã loa 18DS100 có 500 là neodymium và có công suất ở 1500W. Và đây là thùng đựng 18DS100. Các bạn có thể thấy ở phía bên thùng đựng sẽ có thông tin tem 7 màu, ở phía bên trong sẽ có mã barcode và cũng như là mã của sản phẩm. Phía bên hông sẽ có tem của nhà phân phối sản phẩm. Phía bên trên, trước khi mở ra, các bạn sẽ thấy cái phần băng keo cũng có logo của BNC Speaker. Và bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Và điều đầu tiên các bạn có thể thấy khi mở hộp sản phẩm này, các bạn sẽ trông được cái logo của BNC Speaker cùng với lại mã sản phẩm đi kèm với dòng chữ Made in Italy. Tiếp theo sẽ có mã barcode cùng với series của sản phẩm này. Các bạn có thể thấy là đây là sản phẩm loa 5 tấc, nhưng mà mình nhấc nó rất là nhẹ luôn. Thì cái củ loa này chỉ có 10,5 kg thôi. Thì đi kèm với tối ưu trọng lượng thì sẽ có, đây là khung xương cá với 12 xương. Thứ hai đó chính là cái phần neodymium cũng rất là nhẹ. Và các bạn có thể thấy là tối ưu vừa cho tản nhiệt vừa trọng lượng. Các bạn có thể thấy là ở đây có 12 cái lỗ để tản nhiệt cho cụ từ, cũng như là phía bên trong sẽ có cái màng ngăn để tránh vật lạ vào. Thêm một phần tản nhiệt nữa, đó chính là cái khe tản nhiệt dành cho voi coi. Đối với phần bên ngoài của cụ loa này, chúng ta sẽ có phần màng loa. Phần màng loa này được tráng vào lớp chống thấm nước ở phía bên trong và phía bên ngoài. Ngoài ra, cái hình dáng của cái màng loa cũng được thiết kế gân nội đều. Phía bên ngoài có 3 lớp gân dầu. À, phía bên trong của cụ loa này các bạn có thể để ý các mạng nhện, thì mạng nhện này sẽ có 2 lớp silicon. Và điểm qua một vài thông số của 18DS100. 18DS100 có công suất khởi chạy ở 1500 và 3000 ở công suất liên tục. Có kích thước voi coi là 100mm với vật liệu là dây nhôm mạ đồng với có độ nhạy là 97,5 dB, và có giải tần rất là đẹp từ 34 đến 1000 Hz. Thì với một chiếc loa có công suất cũng như là thông số đẹp như vậy, các bạn có thể ứng dụng cho làm súp đơn, súp đôi với những cái sự kiện khác nhau, ví dụ như là hội trường hoặc là festival hoặc là nhiều quy mô lớn hơn. Vừa rồi mình đã giới thiệu về tính năng cũng như là ngoại hình của sản phẩm 18DS100. Ở video tiếp theo mình sẽ cho các bạn test nghe thử cái chất âm của 18DS100 này vào thùng loa súp đơn. Rồi các bạn nhớ đón xem video tiếp theo nha. Nhấn subscribe nha.